Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Con nhỏ Sammy mà sách tới rồi kìa. Vậy thì phải bắt nạt nữa rồi chứ còn gì nữa. Bắt nạt thôi. Con nhỏ kia đứng lại làm trời đây. Đi qua lại rồi nhóc. Đâu á? Có chuyện gì không mấy anh chị? Có chuyện gì là có chuyện gì, tất nhiên phải có chuyện chứ, phải thay là phải có chuyện gì ta mới được tìm người hả? Sao ạ? Em có làm gì mấy anh chị đâu, sao mấy anh chị chặn đường em? Chặn đường á thì cũng không có việc gì nhiều, chỉ là có gì chút gọi là money không, cho tụi ta xin ít đi, dạo này đang thiếu thốn quá. Đúng rồi, có tí tiền thì đưa cho bọn anh đi. Trời ơi, nhóc này nhà nghèo vậy, đưa tiền đây. Tiền hả? Thực ra trong người em không còn một đồng nào hết trơn á, mấy anh chị thông cảm nha. Cái gì? Không có tiền hả? Không có tiền mà bà đặt đi học à? Khoan, bình tĩnh. Nếu mà đã không có tiền á thì cũng phải có đồ ăn sáng chứ, đưa đồ ăn sáng ra đây cũng được. Đồ ăn sáng của em hả? Em chỉ có mỗi cái bánh gạo này để ăn sáng thôi, mà anh chị lấy là em không có gì ăn đâu, mấy anh chị tha cho em đi mà. Đưa đây cho lên. Cái bánh gạo một phèn màu vàng vàng nữa chứ. Mà thôi không sao, cũng cho nhỏ con nhỏ này ăn cũng được. Không sao, đưa đây, đi nha. Ôi, miếng bánh của em. Trời ơi, từ từ xem đã. Ôi cái miếng bánh màu bẩn này là ai mà ăn? Tôi trả lại nó đi không? Này đồ nghèo này, này vậy mà cũng đi đến chân tóc cả rồi. Có chân nghe chưa nhóc? Đau quá. Cái anh nhỏ này á, tốt nhất là đừng có đến đây học nữa. Đến đây là bẩn cả trường ra. Mất thời gian quá. Đi vô đi, mất thời gian quá. Con nhỏ vừa không có tiền, không có đồ ăn nữa. Lần sau coi chừng nha nhóc. Nè, bạn gì đó ơi, cho tôi xin lỗi nha. Bánh của mình. Ai da, trời ơi, đau hết cả người. Sao mấy cái người này lúc nào cũng bắt nạt mà hết trơn vậy? Không có làm gì họ đâu. Ôi, bây giờ chắc phải vô học rồi, trễ mất tiêu rồi. Ai da, đau quá à. Buồn chán quá ta, mà hơi buồn ngủ nữa, biết làm gì bây giờ nhờ? Chị em mình luôn á. Ê Cam ơi, có nhớ con nhỏ một sách hồi sáng không? Nhớ, làm sao? Hay là bây giờ bọn mình bắt nạt nó đi. Chọc quê con nhỏ đấy à, chơi cũng vui vui. Cũng được á, nhưng mà bây giờ mình đi chọc. Ê, có kế hoạch là không ta? Từ từ, nghĩ xem. Nghĩ ra rồi. Ê, mình sẽ... Được, quyết định như vậy. Quyết định như vậy. Ê, nhỏ Simmy. Sao vậy bạn? Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó chính là giấu ba lô của nhỏ Sammy đi cho ta. Giấu ba lô sao? Nhưng mà mình có thể làm việc đó được, việc đó xấu lắm. Vậy tức là ý ngươi là muốn ta bắt lạt ngươi đó hả? Không, ý ta không phải như vậy, mà là... Là gì? Có làm hoặc là không làm thôi, chọn đi. Được rồi, để ta làm vậy. Xin lỗi nha. Làm tốt lắm. Ê, con nhỏ nó tí nữa mà không thấy ba lô của nó đâu, chắc nó khóc mất tiêu luôn á. Chứ còn cái gì nữa. Tan trường rồi. Trời ơi, chờ mãi mới đến giờ. Bây giờ đi chơi thôi chứ còn đâu. Còn gì nữa, đi chơi ơi, đi go. Đi chơi. Ê, cuối cùng được về nhà rồi. Thôi đi về thôi. Ủa, cái ba lô của mình đâu rồi? Rõ ràng mình để xuống ghế mà. Mình có nên trả ba lô cho bà ấy không ta? Mà không được, nếu mình trả ba lô cho bà ấy, nhất định hai người kia sẽ đánh mình mất. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Mình về trước đây. Ôi, cái ba lô mình đâu rồi? Kiểu này về nhà không có ba lô, thế nào mẹ cũng la cho mình cho mà xem. Trời ơi, nhìn con nhỏ nó khóc kìa. Trời ơi, nhìn tội nghiệp dễ sợ chưa. Giờ cảnh rảnh là giờ tụi mình đi trên net đi. Đi trên net đi mấy bạn ơi. Trời, bắn súng luôn. Đi. Đây, đây.
ba lô mình mất tiêu rồi, không biết để đâu. Rõ ràng mình để sau lưng mình mà. Kiểu này à, về không có ba lô á, mẹ quánh đòn chết. Giờ không biết nói năng với mẹ sao đây nè. Mình không muốn bị mẹ đánh đòn đâu. Ủa? Ủa? Tại sao ba lô của mình lại ở ngoài bãi rác ta? Nhưng mà không sao, quan trọng là mình đã tìm được ba lô của mình rồi. Ôi mừng quá à. Thôi bây giờ đem mà về thôi. Rồi, về thôi, vậy là không bị mẹ bắn rồi. Vui quá à. Đứng lại đó. Ai vậy? Đứng lại đó cho ta. Này cô bé, ta đang ở trong chiếc thùng ở trước mặt cô đây. Hãy mở cái thùng đó ra đi. Mà tại sao ông lại ở trong chiếc thùng đó vậy? Ở bên trong chiếc thùng đó, nó có một viên ngọc. Cô hãy mau lấy nó đi. Nhanh lên. Tôi biết rồi. Được rồi, để tôi tìm cho. Đâu ta? Phải viên ngọc này không vậy? Đúng là viên ngọc đó rồi. Bây giờ thì cô sẽ có thể thấy được ta. Cái gì? Thấy được ông hả? Xin chào cô gái. Ông là ai vậy? Xin chào chủ nhân mới của ta. Xin tự giới thiệu, ta chính là một hồn ma. Ma hả? Có ai không? Cứu tôi với, có ma nè. À, nè. Nè, cái cô bé vậy đây. Trời ơi, chạy mất tiêu rồi. Sao mà lần nào mà mình giới thiệu mình là ma thì cũng có người sợ hãi chạy đi vậy ta? Tính ra là mình là ma dễ thương, ma đẹp trai mà, chứ phải là ma xấu xí đâu mà ai gặp mình cũng chạy hết vậy. Ai, đúng thiệt là con người không có mắt thẩm mỹ gì cả. Nhìn mình là phải biết là mình là ma đẹp trai, là phải đừng có sợ mình chứ. Trời ơi, thiệt luôn á, đâu con bé đâu mất tiêu rồi ta. Hay, bây giờ mình sẽ bay đi kiếm nó nè. Con bé đó đâu rồi ta? Bé gì đó ơi? Bé... Ủa? Sợ quá. Thì ra là nó ở trong này. Hay, cái con bé này. Ôi, ta là ma đây. Ta là ma đây. Sợ chưa? Trời ơi, ma ơi, đừng có hù tôi. Tôi sợ ma lắm. Ta là ma đây. Bây giờ ngươi hãy mau chạy đi, không thôi ta sẽ ăn thịt ngươi. giỡn bình tĩnh giỡn nè cô bé bình tĩnh nghe ta nói nè. Bà đang nói chuyện mình, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Nè, yên tâm đi, mặc dù ta là ma nhưng mà ta không làm hại cô bé đâu, yên tâm. Ông là ma mà ông không hại tôi hả? Làm sao? Hay, trên đời này á cũng phải có ma xấu ma tốt chứ, đúng không? Còn ta là ma tốt nè, ta đẹp trai như thế này làm sao mà là ma xấu được. Nè cô bé, ta nói cho cô nghe nè, cô đừng có sợ, từ bây giờ á cô đã là chủ nhân của ta rồi, cô hiểu không? Chủ nhân hả? Đúng rồi. Sao không hiểu? Trời ơi, thì tất nhiên là cô không hiểu rồi, đúng rồi. Bởi vì á cô lần đầu tiên gặp ma mà, đúng không? Đúng rồi, thì ghê quá. Nè cô kêu ai thấy ghê? Mặc dù tôi là ma thì ma thì cũng đáng sợ thiệt á, nhưng mà tôi đẹp trai thế này mà cô kêu tôi thấy ghê hả? Bây giờ cô phải la lên là đẹp trai quá, phải như vậy mới đúng chứ. Đúng. Thôi được rồi, để tôi giải thích cho cô hiểu nè. Từ nãy giờ dòng do nhiều mệt quá. Thì cô có thấy cái viên ngọc mà cô đang cầm ở trên tay không? Cái viên ngọc màu xanh nè, thấy không? Thấy, tôi đang cầm nè. Cái viên ngọc này á, chính là viên ngọc trái tim của tôi đó. Mặc dù tôi là ma nhưng mà tôi cũng có trái tim đó nha. Thì cái trái tim này của tôi á, là cô khi mà cô cầm trên tay thì cô có thể nhìn thấy được tôi, cô hiểu không? Đó. Ủa thật hả? Đúng rồi. Tôi dứt trái tim này thì sao? Nếu như mà cô giục cái trái tim này đi thì cô sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Sao giục vậy? Trời ơi. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi. Tại sao con gái bây giờ có thể vứt bỏ trái tim của tôi như thế được chứ? Tôi đã trao cho cô ấy cả trái tim nhưng mà cô ấy nỡ lòng vứt bỏ. Trời ơi là trời, lụm lại đi. May quá, không thấy gì hết trơn á. Trời ơi. Tôi bên này nè. Tôi bên này nè. Thấy rồi chưa? Sao lại thấy nữa rồi? Ghê quá. Nè, bình tĩnh. Trời ơi, tôi nói cô nghe nè.
cô đã giữ cái trái tim của tôi thì có nghĩa cô chính là chủ nhân của tôi, cho nên tôi sẽ không bao giờ làm hại chủ nhân của mình, cô hiểu không? Chủ nhân hả? Đúng rồi. Nghĩa là cậu sẽ bên cạnh tôi luôn sao? Đúng rồi, tôi sẽ là một người bạn của cô, sẽ bảo vệ cho cô, sẽ làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Và cô yên tâm, sẽ không có ai ngoài cô thấy được tôi đâu, bởi vì tôi là một mà gọi là bóng ma mà, làm sao có ai có thể thấy được tôi được. Tôi có thể bay được nè, cô thấy không? Đó, thấy bay được nè, đó. Vui dữ vậy. Nhưng mà một cô bé xấu xí mọc sách cho tôi á, có ai làm bạn đâu. Mà cậu cũng đòi làm bạn của tôi nữa hả? Tôi vô dụng lắm. Trời ơi, thiệt luôn á. Tôi hey, cũng vậy thôi à. Tại sao bây giờ con người cứ phải quan trọng cái việc đẹp xấu làm cái gì ta? Tôi nói cho cô biết nè, tôi là ma rồi thì tôi cần quan tâm gì đến chuyện cô xấu hay là cô đẹp, đúng không? Cho nên là yên tâm đi, cô chỉ cần gọi là giữ cái viên ngọc này thì tôi vẫn sẽ là bạn của cô, hiểu không? Yeah. Thật hả? Đúng rồi. Cậu là bạn của tôi hả? Đúng rồi. Cậu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi luôn á. À, nhưng mà khoan từ bây giờ á, cô có đứng ở ngoài đây cô nói chuyện á một mình vậy á, đâu có ai nhìn thấy tôi đâu, người ta tưởng là cô nói chuyện một mình, người ta tưởng là cô bị khùng, người ta bắt cô bây giờ đi về nhà đi. Tôi chưa giới thiệu tên tôi. Tôi tên là Sammy Đào. À, cô tên là Sammy hả? Còn tôi tên là Phong Cận, là một con ma dễ hương. Yeah. À. Thôi bây giờ tôi về nha, chứ đứng đây hồi người ta tưởng tôi bị khùng á. À thì cô đi về, tôi cũng phải bay theo cô chứ, tôi đâu có ở ngoài đây được trời. Đi theo tôi nè. Được rồi, vậy thì từ bây giờ á, cô sẽ là chủ nhân của tôi. Hay, đã có chủ nhân mới rồi, mừng quá. Đi thôi. Wow, trời ơi, trời sáng rồi, không khí trong lành thoải mái quá. Ê, nhưng mà chủ nhân ơi, hôm nay bọn mình đi đâu vậy? Hôm nay tôi đi học. Ủa mà khoan, tôi đi học mà tại sao cậu phải đi theo tôi, cậu phải ở nhà chứ. Trời ơi, chủ nhân nói gì kỳ vậy? Tính ra nha, chủ nhân là chủ nhân của tôi, cho nên là tôi phải đi theo chủ nhân để bảo vệ chứ. Lỡ đâu chủ nhân làm mất cái viên ngọc trái tim của tôi, rồi sau đó ha là tôi trở thành một con ma vô gia cư luôn sao, đúng không? Đúng. Trời ơi, lâu lắm rồi, chủ nhân có biết không, phải mấy ngàn năm rồi mới có người tìm ra được tôi á, cho nên là tôi phải đi theo chủ nhân để bảo vệ chứ. Cũng được, thôi còn đi theo tôi nha. Ok, được, đi thôi. Ủa mà chỗ này đẹp quá vậy ta? Tự nhiên đói bụng như ta. Chủ nhân đói bụng hả? Đúng rồi. Vậy để tôi làm thịt con heo bên này cho chủ nhân ăn nha. Bên này có con heo nè. Nghe, tên kia, nghĩ sao vậy? Bây giờ con mới làm đó, con heo nó nằm đó là người ta nghi ngờ đó. Đứng lại vậy. Ủa, chủ nhân đói bụng thì tôi làm thịt con heo cho chủ nhân ăn thôi, chứ bây giờ kiếm đâu ra đồ ăn? Bên này có một quán tiệm ăn nè. Ủa, bên này có quán đồ ăn hả? Ủa, wow, cái này là quán đồ ăn á hả? Sao mà mọi thứ trong đây lạ quá vậy ta? Ngon dữ ta, đi xem coi. Ai, chết rồi, ta đem có đồng à. Đồng thì đâu kịp mua, đâu có đủ mua đồ ăn đâu. Ủa, bộ đồ ăn trong này đắt lắm hả? Ngày xưa á nha, tôi nhớ cái thời xưa lúc mà tôi vẫn còn có chủ nhân đầu tiên á, thì chủ nhân của tôi mua đồ ăn rẻ lắm, một đồng là mua được quá trời đồ ăn luôn á. Còn bây giờ đồ ăn nhưng đắt vậy hả? Tất nhiên rồi, bây giờ thời hiện đại mà. Hay, ai mà biết đâu, tại vì tôi sống mấy ngàn năm trời rồi, cho nên tôi đâu có biết đâu. Thôi được rồi, chủ nhân đói bụng đúng không? Để tôi sẽ đi vô hôm nay. Từ, đây có bánh mì nè, từ tôi lấy nguyên cái vỏ bánh mì này cho chủ nhân nha. Nè, chủ nhân cầm đi ăn đi. Nè. Cái gì vậy? Tôi là một con ma thôi mà, làm sao có chuyện mà tôi ăn trộm được. Chủ nhân lấy là chủ nhân ăn trộm chứ đâu phải tôi ăn trộm. Trời ơi, vậy luôn hả? Cái tên này cơ, tên là tao bị bắt không? Trời ơi, trả lại cho người ta đi, không là tôi bị bắt đồ ăn đó. Ủa? Coi luôn à. Ủa, bộ tự nhiên vô lấy đồ ăn của người ta vậy là xấu lắm hả chủ nhân? Tất nhiên rồi, đây là đồ mình chưa xin phép, chưa mua, chưa bán thì tất nhiên là ăn trộm đó. Rồi ok, được rồi, tôi hiểu rồi. Ủa gì kỳ vậy ta, mình nhớ là chủ nhân trước của mình á là tàn sai mình đi lấy đồ của người khác không à. Mà sao chủ nhân này hiền quá vậy ta? Này, dạ được rồi, tôi cất rồi á chủ nhân. Thôi, bây giờ tôi lên trường tôi mua đồ ăn cũng được. Đói quá. Thôi, đi theo tôi trường, nè. Trường là gì ta? Ơ chủ nhân ơi, trường là gì vậy chủ nhân? Cho tôi đi theo với. Đi theo tôi là biết, khỏi hoài. Ok ok, tôi đang đi theo nè. Không biết mấy cái người hay chặn cửa mình, không biết họ có ở đây không ta? Hay sợ quá à. May quá à. Mấy cái người bắt nạt mình hôm qua không có đi học. Vậy là đỡ rồi. Ủa, mà khoan, Phong Cận đâu rồi? Phong ơi, Phong Cận, ông đâu rồi vậy? Tôi bên này. Ủa, nè cô chủ ta? Ơi, tôi bên này nè. Tôi nè. Ủa, cậu là con heo hả? Đúng rồi, tôi biến thành con heo rồi nè. Trời ơi, biết gì làm gì? Trời ơi, cô chủ ơi, cô chủ, tôi biến thành con
con heo vậy á. Rồi cô chủ đi vô trong trường học á thì tôi đi theo cô chủ cho nó dễ, chứ làm bóng ma vậy á thì cô chủ khó thấy tôi lắm, hiểu không? Trời ơi, ngươi biến thành con heo nhiều người mới chú ý á, bây giờ ngươi biến thành hồn ma làm sao ai mà thấy được, đúng không? Ủa vậy hả? Tôi đâu có biết đâu, tại sáng nay á tôi thấy có con heo ở trước cổng trường nó dễ thương quá, cho nên tôi nhập vô người nó luôn để đi theo cô chủ. Thấy dễ thương mà giống kiểu thú cưng á cô chủ. Trời thôi, biết là mình thường giúp tôi đi một cái ông ơi. Rồi thôi được rồi, vậy thì để tôi thoát ra khỏi người con heo. Tính ra tôi nhập vô người con heo này tôi cũng thấy người tôi cứ mở mở thế nào á, khó chịu quá. Hay à. Ok, thoát ra khỏi người con heo rồi nè. Rồi con heo ơi, đi dài đi nha, không có làm phiền mi đâu, cảm ơn nghèo nha. Tính nhập vô người của ngươi rồi nhưng mà ai dè đâu cô chủ ta không thích. Rồi cô chủ ơi, tôi thoát ra bây giờ sao đó cô chủ? Rồi bây giờ đi học nha. Ok. Yên tâm đi, tôi không có bày trò gì đâu cô chủ. Thôi giờ cô chủ đi học thì tôi đi theo cô chủ thôi, chứ giờ biết sao giờ. Wow, trời ơi, đã quá. Cái chỗ này là cái chỗ nào vậy ta? Sao nhìn nó giống như là ngày xưa á, là mấy cái ông vua chúa hay ngồi ăn với nhau ở trong cái nhà bếp á, mà sao ở trong đây mình thấy không có ông vua nào hết vậy ta? Nhìn nó cũng sang trọng, nhiều đồ ăn ngon nữa. Trời ơi, cái tên kia sao nó ồn ào vậy? Để ta còn ăn nữa nè, tí người ta còn đi học nữa. Trời ơi, cô chủ cũng biết rồi đó, tôi là một cái hồn ma, tôi đã bị nhốt ở trong cái viên ngọc đó mấy ngàn năm rồi, cho nên á là ở ngoài đây thế giới thay đổi á, tôi nhìn tôi thấy lạ lạ. Ủa mà cái chỗ này người ta gọi là cái gì vậy cô chủ? Cái này á, ta gọi là căng tin. Căng tin tới đây ăn. Wow, là cái nơi em học sinh tới đây ăn á hả? Ngày xưa ở thế giới của tôi á, ngày xưa cái thời của tôi ta gọi là nhà bếp không à, chứ không ai gọi là canh tin hết á. Mà canh tin là gì ta? Căng là cái bánh căng á hả? Còn tin là tin mình tin tưởng bánh căng á hả? Trời ơi, ngươi nhức đầu quá à, để ta ăn đi. Mệt ghê luôn á. Dạ vâng, tuân lệnh cô chủ. Rồi tôi ngồi ở đây nè, bánh mì của cô chủ nè. Tôi ngồi ở đây tôi hứa tôi không có nói gì ở đâu. Rồi cô chủ cứ ăn đi, ăn ngon nha cô chủ. Mà bánh mì này có ngon không cô chủ? Bánh mì này mua ở đâu vậy cô chủ? Mà cái bánh mì này vị của nó. Xin lỗi cô chủ. Dạ rồi tôi im lặng luôn. Tôi im lặng. Ăn bánh mì khô cổ à. Thôi chắc mình phải đi lấy nước thôi. Khát quá à. Ủa cô chủ đi đâu vậy? Ta hả? Ta khát quá à, ta phải đi lấy nước. Ủa? Lấy nước hả? Trời sao cô chủ không để tôi? Cô chủ là chủ nhân của tôi mà, để tôi đi lấy nước cho. Trời ơi, cái tên này sao ngây ngố vậy? Nghĩ sao bây giờ có một cái ly nước bay lơ lửng dưới bầu trời, người ta sợ gần chết luôn à. Thôi ngồi đó đi, để ta lấy cho. Cũng đúng, bây giờ mà tôi lấy cái ly nước rồi người ta đâu có thấy tôi đâu, người ta tưởng cái ly nó bay lơ lửng trên trời, người ta sợ sao. Cũng đúng, hợp lý. Thôi tôi ngồi đây vậy. Nhưng mà tiếc ghê ha, mình vậy mình không ăn được đồ ăn, buồn ghê á. Ê tụi bay, con nhỏ Sammy đằng kia kìa, hay là bây giờ tụi mình chọc nó tiếp đi. Chơi chọc con nhỏ lại vui á. Bây giờ mình chọc cái gì ra? Từ từ. Tao có cách. Đây, thấy cái gì không? Cái này chính là bình thuốc sổ nè. Bây giờ mình sẽ tới đó đổ cái bình thuốc sổ này vô đồ ăn của nó, đảm bảo là nó sẽ đi toilet cả ngày luôn. Cho nó ra vào nhà vệ sinh liên tục luôn. Hành động đi. Ai trời ơi, vô canh tin quá trời đồ ăn ngon mà chán ghê á. Mình là ma cho nên là mình không có ăn đồ ăn được, buồn quá. Mấy người kia là ai vậy? Coi chừng ơi. Ôi, nó đi ra chỗ khác à. Được, hành động đi. Ta canh chừng nhau, canh chừng. Mấy người kia bỏ cái gì vô? Đổ vô bánh mì. Đó, đổ vô. Ôi, mấy người kia. Trời nhớ nhớ, mình nhớ mà cho nó đi cả ngay luôn. Ok, đâm. Đi. Trời ơi, mấy người này bỏ cái gì vô trong cái bánh mì của Sammy vậy? Ủa trời, hình như mấy người đã không thấy mình. Đúng mà, mình là ma sao thấy mình được. Ôi trời ơi, nhưng mà hồi nãy mấy người kia bỏ cái gì vô bánh mì của Sam vậy ta? Bây giờ sao? Không được. Chắc chắn cái này là cái gì đó muốn hãm hại Sammy nè. Sammy là chủ nhân mình, lỡ Sammy bị cái gì rồi sao mình sống được? Mà mình là ma, mình chết từ lâu rồi mà. Thôi, nhưng mà mình sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Mình sẽ dẹp tổ bánh mì này qua bên. Lấy cái bánh mì khác cho Sam mới được. Lấy bánh mì khác. Ê, cái ổ bánh mì này mình nghĩ là phải đem dục rồi các bạn ơi, không ăn được nữa rồi. Mấy cái người kia không biết bỏ gì vô bánh mì nữa. Ê, cái thùng rác ở đâu vậy ta? Trời ơi, nghĩ tới cái cảnh mà con nhỏ nó ăn gói bánh mì vô á, trời ơi, cười cả ngày luôn trời. Chứ cần gì nữa, bỏ thuốc sổ vào đấy á, chỉ có thể là đi tại trong toilet cả ngày thôi, làm gì học được đâu, làm gì làm được gì khác đâu.
Thì ra cái ổ bánh mì này mấy người kia mới vừa bỏ vô là thuốc sổ các bạn ơi. Trời, ủa mà thuốc sổ là cái gì ta? Nhưng mà chắc chắn là nghe là thuốc là biết là không không phải là cái gì tốt đẹp rồi. Hey, dám bỏ thuốc sổ vô bánh mì của Sammy hả? À, hình như là cái thằng nhóc này thì phải. Cái thằng nhóc kia có biết là làm như vậy á là xấu xa lắm không hả? Nhưng mà nó đâu có nghe mình nói gì đâu. Bực bội quá. Tại sao mình lại là cái hồn ma không ai thấy mình cũng không ai nghe mình nói gì vậy? Bực bội thật sự luôn á. Thôi kệ không sao, mình sẽ đổi ổ bánh mì của nó, lấy ổ bánh mì của nó nè, bỏ cái ổ bánh mì mà nãy nó bỏ thuốc vô. Ok. Thằng nhóc con này quậy phá thật sự luôn á. Ui, cô chủ về đây nè. Ai, cô chủ ơi. Cái tên kìa, bánh của tao rồi. Sao ngươi lấy vậy? À đây đây, cái bánh mì của cô chủ đây nè. Đây tôi để ra cho cô chủ nè. Hồi nãy á là à chắc không có gì đâu. Cô chủ đừng quan tâm, cô chủ ăn đi nè, bánh mì của cô chủ nè. Đó cô chủ ăn đi. Cái tên này lạ thật chứ. Ai ngồi tao ăn nè. Rồi cô chủ ăn ngon miệng nha, tôi không làm phiền cô chủ đâu. Nhầm 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 nhầm. Ngon quá. Nhầm 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 nhầm. Ủa gì vậy? Ủa. Ê Caro. Ủa sao nhìn nó ăn bánh mì ngon vậy? Ngon lành quá vậy. Nhìn nó ăn ngon chứ kìa. Ủa đồ, cái thuốc sổ của tao không nhiều vậy hay là nó hay vậy hả? Trời ơi, cái chai thuốc sổ này không lẽ là hàng phát trời. Bực mình quá. Mọi người ơi, tôi thấy mọi người làm vậy có đáng lắm luôn á. Nếu mà làm vậy Sammy sẽ bị đau bụng mất. Nên tôi nghĩ tụi mình không nên làm như vậy đâu. Con nhỏ kìa, tính bên không? Suốt ngày đi bên á, bực bội chứ. Ăn ổ bánh mì rồi. Nhầm 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 nhầm. Ê mọi người ơi, sao cái ổ bánh mì của mình hôm nay nó hơi lạ lạ vậy? Tự nhiên cái bụng mình ở đâu á? Đâu? Sao cái ổ bánh mì này kỳ vậy? Bình thường mà sao đâu? Đau bụng quá, đau bụng quá, đau bụng quá, đau bụng quá. Nhanh nào, nhanh nào. Thoải mái quá. Đau bụng nữa. Đau bụng nữa. Thoải mái quá. Nó lại tới nữa hả trời? Lần thứ ba rồi đó. Cứu tôi với. Trời ơi, đi hết nổi rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Đau quá. Trời ơi, đau quá đi. Thấy chưa, thấy chưa. Này thì cái tội dám bỏ thuốc sổ vô trong đồ ăn của Sammy hả? Ui, hóa ra thuốc sổ là cái thuốc làm đau bụng hả ta? Trời, mình là ma mấy ngàn năm trước rồi chứ mình đâu có biết thuốc sổ là cái gì đâu. Ồ, hóa ra nó cũng giống như là ăn đồ ăn thiêu vậy á. Trời rồi xong thằng nhóc này như nó ngất xỉu luôn rồi vậy. Nó bò bò lết lết luôn rồi, nhìn thương quá trời quá đất. Nhưng mà thôi, mặc kệ đi. Nó đâu phải là chủ nhân của mình đâu, quan tâm đúng không? Thôi, đi về với chủ nhân Sammy nào. Chủ nhân ơi, tôi tới đây. Trời ơi, chán quá à. Cô chủ ơi, sáng đến giờ cô chủ học hoài cứ mệt quá à. Tôi nói cô chủ nghe nè, học cái gì mà suốt ngày 1 cộng 1 bằng mấy, 2 cộng 2 bằng mấy, 3 cộng 3 bằng mấy, chán muốn chết à. Bây giờ mình đi chơi đi cô chủ, tôi muốn đi vòng vòng khám phá thế giới. Cái gì mà đi chơi, vô trường học là phải đi học chứ. Trời ơi, học sau này mà có nghề mới thành tài chứ. Ủa, nhưng mà bây giờ đi học hoài chán quá à. Mà bây giờ cô chủ đi đâu vậy? Ngươi không biết đúng không? Hôm nay ta chuẩn bị văn nghệ, chuẩn bị tham gia thằng văn nghệ đó. Văn nghệ hả? Ủa văn nghệ là gì à cô chủ? Tôi chỉ biết củ nghệ thôi à, chứ văn nghệ là gì? Trời ơi, sao cái đầu ngươi toàn đất không vậy? Không biết văn nghệ là gì chơi luôn hả? Ủa, tôi là ma mà làm gì có não mà biết suy nghĩ. Ờ ha, cũng đúng. Văn nghệ là một hoạt động mà tất cả các học sinh đều tham gia. Có thể là mặc đồ đẹp nè, đã có thể tham gia những tiết mục nè, nhảy hát hò, làm gì làm. Đó, wow. Nhưng mà về những cái biểu diễn á. Trời ơi, đảo vậy. Được mặc đồ đẹp nè, mà còn được múa hát hò nữa. Cô chủ ơi, cho tôi mặc đồ đẹp với. Từ đó giờ tôi làm con ma, tôi không có đồ đẹp. Trời, ngươi mà cũng muốn biểu diễn à? Đúng rồi. Nếu mà cậu mang đồ vô, người ta chỉ thấy cái bộ đồ thôi, đâu thấy cậu đâu. Ừ ha, cũng đúng ha. Tính ra mình là con ma, mình mặc bộ đồ vô, người ta sẽ thấy bộ đồ bay lơ lửng chứ có thấy được mình đâu ta. Bởi vậy, ngày xưa cô chủ biết không, trước khi mà tôi trở thành con ma là tôi có tập gym, đó, xấu muối. Mà giờ tôi biết thành con ma, đâu có ai nhìn thấy được xấu muối của tôi đâu, tôi không khoe được, buồn ghê. Ghê luôn à, thôi đi tiếp đi. Ai được rồi. Vậy thì bây giờ tôi đi theo cô chủ thôi, chứ giờ biết sao giờ. Tới đây nè chủ nhân ơi, chỗ này hả chủ nhân? Đúng rồi, đây là chỗ tôi thay đồ chuẩn bị văn nghệ. Wow, ở trong đây có nhiều quần áo đẹp nè, giày dép đẹp quá trời. Chủ nhân cho tôi vô trong đó thay đồ với. Không. Ủa sao vậy? Ta là con gái, ngươi là con trai, làm sao mà vô được? Bây giờ ta vô thay đồ, ngươi vô ngắm ta hả? Hay vậy?
Ủa tào lao nha, tôi là con ma chứ không phải con trai nha. Ngươi là con ma nhưng mà ngươi cũng là con trai, hiểu chưa? Rồi ok, vậy thôi chủ nhân vô đó thay đồ đi. Vậy hả, vậy không được vô hả? Ok, vậy tôi đứng ngoài đây tôi chờ chủ nhân vậy. Ok. Nhớ nha. Rồi biết rồi. Vô ta ký vô bây giờ. Yên tâm đi, tôi không có vô đâu. Trời, tôi là ma nhưng mà tôi cũng biết gọi là cái thép lịch sự chứ. Trời trời, họ tôi đứng ngoài đây, tôi chờ chủ nhân nha. Trời em buồn ngủ quá. Thiệt luôn á, làm hồn ma thôi mà cô chủ cũng không có cho mình đi qua đi lại ở trong cái ngôi trường này. Cứ bắt mình đi theo cô chủ hoài. Bây giờ á, cô chủ đi thay đồ trang điểm make up gì đó, mình phải ở ngoài đây đợi cô chủ nữa. Mệt mỏi ghê á. Mà con gái làm cái gì mà lâu dữ vậy ta. Mà thôi kệ đi, tính ra cô chủ nói gì mình nghe lời vậy thôi. Ủa vậy? Ủa, cái bà nào đây? Ủa, cái bà hay sáng nè. Hình như con nhỏ Sammy đang thay đồ ở trong đây đúng không ta? Ủa, cái bà này kiếm cô chủ mình chi vậy? Thì mình có trò vui để làm rồi. Ê, trong đấy phải không? Ôi ôi. Ủa, cô chủ mình đang ở trong đó mà bây giờ cái bà này bả vô trong. Ui, cái bà này hình như hồi sáng nay là đồng bọn chung với cái thằng nhóc gì mà bỏ thuốc sổ vô trong đồ ăn của cô chủ mình. Đừng có nói là bây giờ bả đang tìm cách để hãm hại cô chủ mình tiếp nha. Bây giờ nhưng mà bây giờ mình, trời ơi, mình có vô trong được không trời? Cô chủ bảo mình là con trai không được vào trong phòng thay đồ của nữ. Trời, bây giờ làm sao vô được ta? Nhưng mà tính ra mình chỉ là hồn ma thôi mà. Ừ ha, nhưng mà mình là hồn ma nhưng mà mình vẫn là con trai. Trời, bây giờ làm sao đây? Không được vào, không được vào. Nhưng mà bây giờ lỡ đâu cô chủ của mình bị gặp chuyện gì đó thì sao? Mình phải bảo vệ cho cô chủ của mình chứ. Xin lỗi cô chủ, nhưng mà vì cô chủ tôi phải làm thôi. Mình phải dùng phép đi xuyên tường mới được. Cửa khóa rồi. Rồi, đi xuyên tường vô bên trong nè. Rồi, để coi cái bà này bà tính làm cái gì hãm hại cô chủ của mình đây. Đang tính làm gì ta? Nhỏ Sammy đang ở trong kia thay đồ đúng không? Từ từ để xem nào, quần áo là lỗi nhỏ đó ta. Đấy rồi, trời ơi. Cái bộ đồ trắng như này mà ném mực vào thì trời ơi, sạch thôi rồi. Cái gì? Đây, thì ra là cái bà này. Trời ơi, cái gì mà ác độc quá vậy? Ném mực vào trong quần áo của cô chủ, rồi tí nữa đồ đó cô chủ mặc. Trời ơi, cái bà thiệt luôn á. Ê, quá đáng thật sự. Tại sao làm vậy ta? Không ai thấy. Còn bộ đồ này nữa đúng không? Đây, bộ đồ này. Ôi này trời. Thì này, tay này nữa này. Trời ơi, thiệt luôn á. Mấy bạn nhỏ ơi, mấy bạn nhỏ đang xem video này nè, đừng có bắt chước theo cái bà, mấy bà chị đáng ghét này nha. Thiệt luôn á, hãm hại bạn bè. Đã đi học thì mình phải yêu thương lẫn nhau chứ ai lại đi hãm hại nhau vậy. Rồi bây giờ phải làm sao đây trời? Bây giờ bà ném mực vô quần áo của cô chủ mình rồi. Đúng rồi, mình có cách. Để đi qua bên cái phòng hóa trang. Đúng rồi, ở bên kia có cái phòng hóa trang, mình phải qua đó mình lấy đồ hóa trang mới được. Rồi lấy cái đầu con rồng nè. Ok mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy mình đang giống cái con gì không bạn? Đúng rồi, mình đang hóa trang thành một con nhện chúa hời mấy bạn ơi. Mà con nhện sao lại đeo đầu rồng ta? Thôi kệ, đeo vô đó. Ok, bây giờ nhìn mình thấy ghê thật sự luôn á. Hay mình đó nha, mặc dù mình là hồn ma nhưng mà mình vẫn có thể đụng vô được những cái món đồ người ta của con người đó, đồ ăn hay là bất cứ cái món gì mình vẫn có thể mặc lên được đó. Bởi vậy cho nên đó là cái này là sẽ là cách để mình giúp cho cô chủ của mình. Ok, mình sẽ mặc cái bộ đồ hóa trang này vô, sau đó mình vô kia mình hù cái bà kia. Đây bà đang ở đây nè. Hay, trời ơi, vẫn còn đen chọi kìa bạn. Trời ơi, ném vui quá trời. Dám ném đồ vô trong mực nè. Trời, dám ném mực vô trong đồ của cô chủ tôi hả? Ở đâu mà con thì còn chân thì là chân nhện, đầu thì là đầu rồng, cánh thì là cánh hấp quỷ, còn cái sừng là sừng nai, sừng kia con này là con gì ấy? Ta là con xà mâu đây, con tào lao đây. Sợ chưa? Đứng lại đó, đứng lại đó, đứng lại đó. Ai cho chạy, đứng lại đó cho ta. Chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, chạy mất tiêu luôn bạn ơi. Thiệt luôn á, mình hóa trang mình nhìn mình còn sợ mà huống gì cái bà kia. Rồi tháo cái đầu ra ngợp quá. Ui, tính ra mình hóa trang nhìn mình cũng đẹp chứ bộ. Trời ơi, nhìn mình giống như là một cái con ma mà được make up lên đó bạn. Một con ma được mặc quần áo, một con ma được trang điểm lên. Trời ơi, nhìn dễ thương. Ôi mà khoan từ. Quên mất, quần áo của cô chủ nó bị vấy mực lên hết rồi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, tí nữa cô chủ sẽ không có đồ để diễn văn nghệ. Bảo đảm là cô chủ sẽ rất là buồn. Không được, cô chủ mà buồn á thì không được. Để mình, bây giờ mình phải lấy bộ đồ của cô chủ. Ok, rồi, mình phải lấy cái bộ đồ của cô chủ ra, mình đem giặt cho cô chủ mới được. Trời ơi, đóng cửa lại. Hy vọng rằng là sẽ giặt nhanh xíu thôi cô chủ. Tí nữa cô chủ ra mà cô chủ thấy không có đồ mặc là cô chủ khóc đó. Cô chủ đợi tôi xíu nha, tôi đem bộ đồ đi giặt. Nhanh lên.
Trời ơi, may quá cuối cùng cũng giặt đồ xong rồi. Chủ nhân ơi, tôi mang đồ đó cho chủ nhân đây. Ủa mình là ma mình không bay mình đi bộ làm gì trời? Bay cho nhanh. Ở đây rồi đây. Ui, chủ nhân kìa. Ủa, bộ đồ kim cương của mình đâu rồi ta? À, đây. Ê, chủ nhân ơi, đây nè. Bộ đồ của kim cương của chủ nhân nè, đây. Mời quá. Ủa, con ngươi lại giữ bộ đồ kim cương của ta? Là sao? Hồi nãy á, có một cái bà nào á, tôi không nhớ nữa, bà á vô bà ấy chọi mực vô đồ của chủ nhân á, cho nên bây giờ tôi phải đem đồ chủ nhân đem đi giặt nè. Đó, chủ nhân mặc vô đây. Cái gì? Ai mà chọi đồ với người tôi? Hay là người nói xạo đúng không? Người muốn vào đây đúng không? Trời ơi, ta đã nói rồi, không được vào đây mà. Tôi đâu có nói xạo đâu. Rõ ràng là tôi mới vừa giúp chủ nhân giặt đồ luôn. Bây giờ chủ nhân la tôi kỳ vậy. Mệt ghê, đừng có xạo, ra ngoài đi. Mệt lên là khóc vô đây mà. Rồi, tôi ra ngoài. Cẩn thận á. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, tính ra là mình giúp chủ nhân mà sao thì mình bị chửi vậy trời. Rõ ràng là mình giúp chủ nhân mà. Ai, hẹt luôn á. Thôi đứng ngoài đây chờ chủ nhân tiếp vậy. Ai. Rồi, buồn ngủ quá, chủ nhân xong chưa vậy chủ nhân ơi? Xong rồi. Wow. Cái này có kỳ quá không ta? Biết là vậy nhưng mà nó lạ quá à. Trời ơi, chủ nhân ơi, chủ nhân mặc đồ đẹp quá vậy. Wow. Đẹp thật hả? Đúng rồi. Trời ơi, mới đầu á tôi thấy chủ nhân mặc cái bộ đồ gì đâu mà nó cũ mềm mà còn đeo mắt kính nhìn cứ đục thế nào á. Bây giờ á chủ nhân cởi mắt kính ra trang điểm vô xíu mặc đồ đẹp là nhìn như công chúa luôn. Wow. Ủa nhưng mà cái vương miện đâu? Tôi nhớ là có cái vương miện mà. À đây nè, vương miện nè. Đội vô. Đó, bây giờ mới giống công chúa nè. Trời quá đẹp luôn chủ nhân ơi. Chủ nhân bảo đảm là giành giải nhất rồi. Thật hả? Đúng rồi. Thấy sao vậy ta? Yên tâm đi. Là vậy. Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ đứng ở đằng sau á, tôi hỗ trợ cho chủ nhân diễn văn nghệ. Yên tâm nha. Được rồi, đi nhanh lên. Chủ nhân đi nhanh đi, chạy vào rồi. Sợ quá, tôi rung hơi bị rung đó. Yên tâm đi, có tôi mà rung cái gì trời, có gọi là bóng ma đẹp trai như tôi đi theo sau lưng bên này nè. Rồi đi nhanh lên. Hay, tính ra là chủ nhân của mình á dễ thương thiệt sự luôn á trời, mà còn vừa xinh đẹp nữa, khác hẳn với chủ nhân của mình lúc trước. Ai, nhưng mà mấy ngàn năm rồi mới tìm được một chủ nhân mới. Hy vọng rằng mình với chủ nhân này sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.